Tin chuyển nhượng mùng 10 tháng 8, De Gea ra mắt Fiorentina, búa tạ tăng tốc thương vụ Aaron Wan-Bissaka. Chào mừng mọi người đã đến với bản tin chuyển nhượng ngày mùng 10 tháng 8 trên kênh Bình luận viên Anh Quang News. Và sau đây sẽ là thông tin nóng hổi nhất về tình hình chuyển nhượng của các đội bóng để chuẩn bị cho một mùa giải khốc liệt sắp khởi tranh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nội dung chính của chương trình ngay nhé. David De Gea chính thức ra mắt Fiorentina. Eric Garcia xác nhận về tương lai của mình tại Barca. Pep Guardiola nói về công việc tại tuyển Anh. Juventus trao cho tài năng trẻ hợp đồng dài hạn. Trong thời gian trước đây, báo chí thế giới đã liên tục đưa tin rằng thủ thành số 1 tại đội bóng chủ sân Etihad, Ederson Moraes sẽ chia tay nhà đương kim vô địch Ngoại Anh ngay trong kỳ chuyển nhượng năm nay vì những lý do bên ngoài sân cỏ. Khi ấy, sự lo lắng chắc chắn là cảm giác chung của các cổ động viên Man City vì thủ thành người Brazil vẫn luôn là chốt chặn đáng tin cậy của họ. Và dường như muốn chấm dứt sự lo lắng cho những cổ động viên của mình. Cách đây không lâu, huấn luyện viên trưởng của The Citizen Pep Guardiola đã có những phát biểu đáng chú ý như sau về tương lai của người học trò của mình. Thật lòng mà nói, tôi đã rất nhẹ nhõm và vui mừng khi Ederson quyết định ở lại. Cả Steven nữa, bạn biết đấy, trong thời gian trước đó, Ederson và câu lạc bộ đã có một chút vấn đề. Tuy nhiên, trong mùa giải năm sau, chúng tôi vẫn có anh ấy chấn giữ khung thành. Điều đó thật tuyệt vời. Như vậy là những hình ảnh chính thức về việc cựu thủ thành của Manchester United David De Gea chuyển đến thi đấu cho Fiorentina mùa giải năm sau đã chính thức xuất hiện. Theo tiết lộ từ các đầu báo lớn tại Tây Ban Nha cho biết, thủ thành sinh năm 1990 sẽ thi đấu cho đội chủ sân Stadio Artemio Franchi đến hết ngày 30 tháng 6 vào năm sau và có điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Trong mùa giải năm sau, tôi chắc chắn sẽ ở lại Barca và chơi bóng tại Camp Nou. Thông điệp trên được chính Eric Garcia phát biểu cách đây không lâu khi được các phóng viên ở Tây Ban Nha hỏi về tương lai của mình. Với những phát biểu như trên, những cổ động viên của gã khổng lồ xứ Catalan hy vọng rằng trong mùa giải sắp tới, cầu thủ 23 tuổi này sẽ có thêm nhiều thời gian thi đấu hơn cho đội bóng. Được biết, dù đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng của các cổ động viên tại Camp Nou, tuy nhiên trong mùa giải vừa qua, Eric Garcia đã không tìm được chỗ đứng của mình tại Barca và phải chấp nhận cảnh phiêu dạt tới Girona bằng một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Là một cầu thủ rất chuyên nghiệp trong luyện tập và thi đấu. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Aaron Wan-Bissaka đã không ít lần khiến những cổ động viên tại nửa đỏ thành Manchester cảm thấy không hài lòng về khả năng hỗ trợ tấn công của mình. Chính vì thế, những đồn đoán xoay quanh việc Wan-Bissaka sẽ chia tay nhà hát của những giấc mơ liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Và theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, West Ham đang cố gắng làm mọi cách để có thể mang hậu vệ của Quỷ Đỏ đến với London ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Dự kiến sau khi hoàn tất thương vụ Todibo, búa tạ sẽ tập trung hoàn toàn cho thương vụ kể trên. Vào lúc này, tôi biết có rất nhiều cổ động viên quan tâm đến tương lai của mình. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi kết thúc hợp đồng với Man City. Hãy đợi xem vào mùa hè năm sau, quyết định của tôi sẽ là như thế nào nhé. Dẫn dắt một đội tuyển quốc gia cũng là một công việc đầy tuyệt vời. Đó chính xác là những lời mà Pep Guardiola đã nói với báo chí Anh Quốc khi được các phóng viên hỏi về việc liệu bản thân huấn luyện viên người Tây Ban Nha này có muốn trở thành thuyền trưởng của tuyển Anh trong tương lai hay không. Phấn khích chắc chắn đang là cảm xúc chung của người hâm mộ Tam Sư vào lúc này. Những cổ động viên đội tuyển này hy vọng rằng nếu như Pep có thể trở thành thuyền trưởng của họ, tuyển Anh có thể mơ về những danh hiệu danh giá trong tương lai. Theo những cập nhật mới nhất từ các trang báo lớn tại Đức cho biết, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Bayern Munich đã đồng ý với việc để cho tiền vệ Brian Zaragoza của mình chuyển đến thi đấu ở Osasuna bằng một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Bên phía đại diện của Đức mong muốn đối tác của mình sẽ trả 100% lương cho Zaragoza. Dự kiến cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ được kiểm tra y tế và ra mắt những cổ viên đội bóng mới sau vài giờ sắp tới. Như vậy là chính trang chủ của câu lạc bộ Barcelona đã xác nhận rằng họ sẽ trao cho măng non 19 tuổi của mình, Dani Rodriguez, một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027. Đây thực sự là một dấu hiệu đáng mừng dành cho những cổ viên của gã khổng lồ xứ Catalan. Bởi dù còn rất trẻ tuổi, tuy nhiên tiền vệ người Tây Ban Nha này vẫn được rất nhiều chuyên gia bóng đá xứ sở bỏ tót đánh giá cao về mặt tốc độ cũng như tư duy chơi bóng. Những cổ viên của đội chủ sân Camp Nou hy vọng rằng Dani Rodriguez sẽ có cơ hội phát triển và trở thành một phần quan trọng của đội bóng trong tương lai. Mặc dù trong thời gian trước đây, Mika Faye đã nổi lên như là một trung vệ tài năng tại Camp Nou để thay thế cho những cầu thủ phòng ngự đã lớn tuổi khác. Tuy nhiên, vào lúc này dường như ban lãnh đạo của Barca vẫn đang lên kế hoạch để bán đi măng non tài năng của mình. Và theo tờ Sport của Tây Ban Nha cho biết, dù nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng lớn tại châu Âu vào lúc này, tuy nhiên Rennes bất ngờ lại là đội bóng dẫn đầu trong việc chiêu mộ trung vệ của Barcelona. Dù thế, 10 triệu euro mà Rennes đưa ra đã không khiến giới chóp bu ở Camp Nou hài lòng. Theo những cập nhật từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng, Fabrizio Romano cho biết, ban lãnh đạo của lão bà thành Turin, Juventus sẽ chính thức trao cho hậu vệ trẻ tài năng của mình
là Jonas Rohi một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028. Năm nay mới 20 tuổi, được rất nhiều chuyên gia bóng đá xứ sở mì ống đánh giá cao về mặt tốc độ cũng như nhãn quan chiến thuật. Quyết định chào cho Jonas Rohi một bản hợp đồng dài hạn trên được nhiều người đánh giá rằng Juventus vừa có một bước đi khôn ngoan cho tương lai. Theo các nguồn tin chính thức từ Italia cho biết, chỉ cần trả toàn bộ tiền lương cho Jan Oliveras, câu lạc bộ Dinamo Zagreb sẽ có thể mượn cầu thủ này một năm từ AS Roma và sau đó thể cân nhắc mua hậu vệ trẻ tuổi này với mức giá chỉ 1,5 triệu euro. Đây thật sự là một thương vụ quá hời dành cho đội bóng đến từ Croatia. Dự kiến trong ngày mai những thủ tục về giấy tờ và pháp lý sẽ được cả hai đội bóng thống nhất một cách nhanh chóng. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Juventus và Fiorentina đã ngồi lại với nhau để thảo luận về thương vụ chuyển nhượng dành cho Nico Gonzalez. Nhà báo người Italia còn cho biết thêm, nếu như muốn mượn Nico Gonzalez, lão bà sẽ cần phải trả cho phía đối tác 30 triệu euro kèm theo đó là chấp nhận điều khoản mua đứt tiền vệ này trong tương lai. 30 triệu euro chính là vấn đề của thương vụ nói trên, khi Juventus chỉ muốn bỏ ra từ 15 đến 20 triệu euro dành cho cầu thủ sinh năm 1998 này. Với việc Pedro Neto sẽ chuyển đến London thi đấu cho Chelsea trong mùa giải năm sau, chính vì thế ban lãnh đạo của Wolves đang tìm mọi cách để tăng cường lực lượng cho mình trước khi mùa giải mới khởi tranh. Và Carlos Wolf chính xác là cầu thủ đang được bầy sói để mắt nhất vào thời điểm hiện tại. Dù vậy, cái khó của Wolves chính là bên phía đối tác Ajax vào lúc này dường như không muốn để cho tài năng 20 tuổi của mình ra đi. Chính vì vậy, nếu như muốn có được quân bài mình cần, đại diện nước Anh cần phải đưa ra một con số khá cao dành cho Wolves vào lúc này. Theo trang Transfermarkt cho biết, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang có giá trị khoảng 10 đến 15 triệu euro. Có thể nói tính đến thời điểm hiện tại, Marseille đang có một mùa hè cực kỳ bận rộn. Theo các đầu báo lớn tại Pháp cho biết, đội bóng này đang có kế hoạch gửi đến Norwich City một giao kèo chuyển nhượng dành cho Jonathan Rose. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thể thao cả Pháp và Anh nhận định, Marseille sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thương vụ kể trên. Như vậy là chúng ta đã điểm qua hết những thông tin chuyển nhượng nóng hổi nhất của làng túc cầu thế giới trong video ngày hôm nay. Rất mong các bạn sẽ để lại một cái like và một lượt đăng ký để kênh tiếp tục phát triển trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi trong hệ thống kênh Bình luận bên Anh Quân trên YouTube. Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả.